Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành vẫn ở cái thế giới bình thường nha mọi người ơi. Các bạn có kêu mình nên đi qua thế giới Ultra, nhưng mà mình nghĩ là khoảng tầm tập mà 20 trở đi đi, rồi mình sẽ tiến hành mình đi qua đó sau nha. Giờ mà còn đi qua đó nữa thì nó hơi bị ngợp đó mọi người ạ. Ok, phía bên này mình thấy một em chuồn chuồn gì nè. Ô, em này mình có chứ nhờ. Ê, đang bay nè mọi người ơi. À, em này là Gian Ma hả? Có vẻ như là mình đã có rồi đó. Đây rồi, ủa chưa có. Yeah, quá đã luôn. Cứ tưởng là có rồi. Rồi, cùng bắt thôi nào. Quả đầu tiên vẫn sẽ là Whipbone thôi nha. Wow, em này level 45 nên là nó cũng hơi khó bắt đây. Mình sẽ tiến hành phone sweep em đi. Cái gì? Phone sweep không có tác dụng hả? À đây nè. Trời ơi, tự nhiên nó không mất máu, làm tôi tưởng không có tác dụng. Phone sweep một phát nữa. Ui ôi, trời mưa luôn rồi. Căng đó. Ok, em này thì gây đam khá là to đây. Mình sẽ tiến hành bắt luôn. Tối bây giờ mình xài dust spawn được không ta? Dust spawn thì giống không thành công quá. Ui ôi, trời mưa kìa. Ui ôi, xám xét kìa. Cháy rừng luôn kìa coi. Ui ôi, kinh quá mọi người ạ. Rayborn ra trận. Ôi, và chưa thành công rồi. Ây da, mình sẽ đổi qua em Eternated cho em này làm tăng cơ nha. Vẫn tiếp tục là Rayborn thôi. Ghê quá, sấm chớp đùng đùng luôn mà. Ấy, mới nhắc cái sấm chớp nữa. Và Rayborn lần này vẫn chưa thành công. Ây cha, nhìn như vậy nhưng mà khó bắt đó nha. Cấp 45 mọi người ạ. Ui chà, chưa được luôn. Ây da, mới vô mà khó khăn quá đó nha. Đấy rồi, mình nghe cái tiếng pẹp rồi mọi người ạ. Tiếng này là bắt được á. Hay nhờ. Giống như tiên tri trước hay sao. Ừ, em gì đây, em gì đây. Ây chà. Ê, Ontaria, mình chưa có nè. Đấy rồi, Ontaria, ngon lành luôn, một em chim bông hệ tiên. Em này thì, ủa, vừa ra đã ru ngủ Zengu rồi hả? À, không, Zengu hồi nãy chắc bị phong ghost em ru ngủ. Ôi da rồi sao? Sao xử em này đây, đang bị ngủ rồi. Chết rồi, mình có đem thuốc giải ngủ không? Toàn. Không có đem thuốc rồi mọi người ơi. Khả năng cao là sẽ bị ăn đấm. À đây, tỉnh rồi nè. Hay quá. Đây, đây chính là em chim bông nha. Ontaria, em mình có thể đem mega lên được nha mọi người. Rồi, nó đang mưa tầm tã luôn nha. Đấy rồi, một máu nha. Mình sẽ tiến hành bắt em này luôn. Ồ, hiện tại thì chắc dùng quả nào cho uy tín nhờ. Ultra Ball đi ha. 252 quả Ultra Ball lận. Ôi, phê, thành công. Ôi, ngon lành luôn. Ôi, mình cứ tưởng là bắt khó lắm. Ê, bên này lại có một cái đen nữa nè. Đen gì đây? Này là Pachirisu nữa đúng không? Em này thì mình đã có rồi nên là tiễn em đi luôn nha mọi người ơi.
Dẫn cứu tỏi nghe chưa? Bà Chirisu. Không bắt đâu. Có rồi mà bắt chi nữa. Lên đường, tiếp tục cuộc hành trình nào. Ủa, cái gì đây? Này nhìn lão vậy? À, đây là speed up. Ôi, con nhện hả? Nhìn lão quá à. Level 28 luôn mọi người ơi. Trời ơi, nhìn mặt nó kìa. Nhìn mặt khỉ hay gì á. Lạ quá à. Và trên đầu mình có vậy một cái mon nào đó hả? Trên đầu hay là dưới nước vậy ta? À đây đây đây. Đây là quắc nè. Đây là Tatpun. Tatpun. Con gì vậy trời? Con nào nọc hả? Tatpun. Bắt Tatpun luôn bằng Whipball thôi nào. Em nào chưa có là tôi lụm hết nha. Không có chưa đâu. Đã thành công dễ dàng. Đèn của em gì á? Bộ môn gì nhìn lạ quắc vậy ta? Em này em gì á mọi người à? Ồ, cái môn hệ lá. Nhìn cũng cute đó. Em cầm cái cây gì nè. Ồ, tên này là Rookie hả? Ồ, và như mình cũng chưa có em luôn. Tiện thể thì quăng Liverpool ra đi. Bé, đây rồi, nó phải là như thế. Dưới đây có một em Shellder hả? À, mình cũng chưa có nè. Ô nhưng mà sao màu nó màu xám xám kỳ ta? Bình thường nó màu tím mà nhờ. Mới à mọi người à? Đỉnh đó. Ôi, và hình như là Whitbon nó thành công rồi nè. Yes. Cái gì đây, cái gì đây? Đen của em nào đây? Trời ơi, cái gì mà đen thui vậy? Vừa lạ vừa quen nha. Chắc cũng không quen lắm mọi người ạ. Nhìn lạ quá à. À, em này là Tangela. Pokemon rong rêu. Cũng mang hệ lá luôn. Dảnh luôn chứ, dảnh cứ tới. Ồ, cái này mình chưa có nè. Bắt được thì cũng khoai lắm. Xài quá gì nhờ. Thôi chắc Ultra thôi chứ. Yes. Ai chà. Lép kia hả? Mình có chứ nhờ. Lép kia mình chưa có nè. Tranh thủ liền chứ. Này thì kêu với tôi đúng không? Whipple đã trận. Ôi dạ, chưa được luôn, dữ á. Không dữ á nha. Ball sweep nè. Ủa? Sao xài nó không có tác dụng vậy? À đây nè. Nó bị chậm đòn. Ôi chúng ta không có thể mà xài một lần nữa. Khó chịu ta. Respawn. Ô sao chỗ này nó xây tường đá đây nhỉ? Ảo ma vậy. Ôi mình không xài được phone sweep nữa luôn. What the hell. Vẫn tiếp tục là Dust Bowl. Ôi da, mà không được. Chỗ này nó đang sáng quá, Dustball không có thành công. Ý, nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt hả? Cái gì nó kêu á mọi người ạ?
Em này là Illumise, mình cũng chưa có luôn nè. Chưa có thì bắt nhanh luôn bằng Liverpool thôi. Trời ơi, mới có cấp 10 à. Thành công là cái chắc rồi. Tôi bay qua luôn. Tôi chờ chờ nãy giờ rồi. Đây là tôi đây, cá sấu nước mọi người ạ. Rất là lâu rồi mình mới gặp lại em. Xin so nha. Chú đây. Vé. Ôi ơi, không được. Đúng là những một cái mon khởi đầu mọi người ơi. Đây rồi, đây rồi. Để tôi coi. Chống đỡ được bao lâu? Level 18 chứ nhiều. Ấy, hình như bắt được rồi. Mình nghe tiếng bẹp rồi nè. Mẹ, thành công. Đúng là cái tool dự đoán tương lai này. Quá thật. Ui dồi, mém hẹo, mém hẹo. Mình lại vừa thấy bộ Pokemon nữa đã mất tiêu rồi nè. Mới thấy luôn, đâu rồi? À đây. Ai siêu. Ai siêu. Cứu te vậy. Ôi, dễ thương vậy. Bấm nhầm quả Cherry Bomb rồi. Tai hại thật. Để coi. Và Cherry Bomb. Ôi, tưởng thành công luôn thì ảo ma quá. Hey chiu, dễ thương quá mọi người. Còn sweep cho xuống một máu trước nha. Em này thì cứ bắt bằng Liverpool là được. Level nó đang khá là thấp mà. Đấy rồi, nghe cái tiếng bẹp nè. Các bạn có nghe không? Ảo thật. Bé. Yes, thành công liền. Ui, một em Bigeos to khủng khiếp luôn mọi người ạ. Xác định với tôi. Ngon lành. Ấy. Ê, Pokemon Shiny nè. Em này là đứt lịch nha mọi người. Shiny. Lâu lắm rồi mới thấy lại mấy em Shiny đó. Shiny đó mà hồng tím như này hả? Và thành công. Ê dây. Cái gì đây nữa? Bên này nhiều Pokemon nhỉ. Đây là Machoke nha. Chỉ em này có hai tay thôi. Nhưng mà mình cũng phải lụm. Và lần này thành công. Ôi trời ơi, ngon quá. Đây rồi. Bibero. Gặp đúng mấy em không có luôn, đã vậy. Đây là mấy em Hải Ly mọi người ạ. Vẫn tiếp tục là Whitbon thôi. Trời ơi, ngày hôm nay gặp quá nhiều Pokemon mới luôn rồi nè. Đã vậy. Vẽ thành công rất là dễ dàng nha. Ô. Đây là Hitmontop. Một trong những em Pokemon rất là hiếm khi xuất hiện luôn. Trời ơi, tranh thủ. Bắt luôn nào mọi người ơi. Về lần này. Thành công nha. Wow. Ui, tính ra ở tại cái vùng mới này thì mình đang bắt được khá là nhiều em Pokemon mới đó nè.
Ồ, đây là quýt lịch hả? À, nó na ná con đít địch ở trên cạn đó nhờ. Con này là quýt trio. Ủa, tưởng nói đây là tiến hóa, nó cũng cái dạng của Destrio luôn nha. À, nó chơi cái kiểu giống giống mọi người ạ. À, ảo thật. Rồi, và mình vẫn sử dụng quả Whip Ball thôi nha. Ui, và chưa thành công nè. Em này đang ở dưới nước thì chúng ta cũng có thể sử dụng quả Dive Ball được nha. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ Force Sweep em trước đã. Một máu rồi nha. Xác định với tôi. Dưới nước thì chúng ta cứ xài Dive Ball thôi mọi người ơi. Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều. Dive Ball mà xóa thôi. Và lần này ui, chưa thành công. Tưởng thành công chứ. Vẫn tiếp tục Dive Ball luôn. Bắt đến khi nào được mới thôi. Và đó, em nghe em sợ liền. Sao mà chống được. Ủa, được quả Thunder Ball nữa, cái này ngon đấy. Sai sai có mấy em gì đây. Đây là Mad Chip. À, mình cũng chưa có luôn. Ý, em này dễ thương ha. Ui, sao nhìn cái mắt nó đen thui vậy. Mà cái mắt hay cái mỏ nó gì ta. Ơi, vẫn tiếp tục quýt bon nào. Đó, ngon lên cái đào luôn. Phía bên này lại là một em Pokemon gì nữa đây. Nhìn lạ quắc rồi trời. Em này là Low Kick mọi người ạ. À, hình như là tiếng hóa của Điêu Rình. Ui, nhìn xịn vậy. Mình thấy cái icon nó lạ nên là chạy ra xem thử. Ai gì chưa có luôn. Hiện tại thì mình vẫn đang đi tìm những cái ngôi làng nào mà nó bán bon xịn đó mọi người ạ. Tabu Koko lại spawn nữa nè. Lại một lần nữa mọi người ơi. Tabu Koko lại spawn nữa nè. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Koko lúc trước mình có là à, cũng này không có đẹp số lắm đúng không. Thôi, vậy thì chúng ta sẽ tiến hành bắt em này luôn đi. Tập ngày hôm nay chưa có em Legendary của em, cũng như là em một em Mythical nào. Nên là mình phải quyết định là mình phải dứt em này mới được. À, Bukoko. Rồi, Bon Sweep cho xuống một máu trước nha mọi người ơi. Ok. Mình sẽ cho Groudon ra trận nha. Để cho em làm tăng cơ đi. À. Ui, em này cũng có chiêu Force Sweep luôn nè. Ghê vậy. Với một em tốc độ như là Coco thì mình vẫn tiếp tục dùng Fast Ball thôi. Đó, nó đang boost gì lên kìa. Vẫn là Fast Ball thôi nha mọi người ơi. Tối lên nào. Mới tuần 6 thôi nhiều. Thoải mái thôi. Và fastball lần này. Ui. Yes. À, lần này chúng ta không có đỡ. Không có bị cực khổ như mấy lần trước nữa. Ui, phía này mình có một em Pokemon gì đó mới nữa nè. Ây. Đây là Vigoroth nha mọi người. Mình cũng chưa có ẻm luôn. Tiện tiện bắt luôn nha. Ui, đó, mình nghe tiếng bẹp rồi nè. Tiếng này là thành công rồi đó. Đó, đỉnh cao chưa? Coco này. Đây, em này có Spawn Whip nè. Ôi, em này tăng Speed. Nhưng mà trừ Special Defense. Nhưng mà nói chung là chấp nhận được mọi người ơi. Tăng Speed được quá ngon rồi. À, hèn chi em bị quả Fastball bắt phải là đúng rồi.
Dạ, cái gì mà lắc quá vậy? Ồ, phía bên này có một cái đen gì đó nè. Mèo spawn rồi. Ồ, đây 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 rồi. Em Legend Ruby mà mình đang tìm kiếm nó đã xuất hiện rồi nha mọi người. Ở đây, nó là mèo. Đen, tinh tinh, đen. Đây rồi. Wow. Quá đã luôn, level 70 nha. Miu. Quả đầu tiên mình sẽ sử dụng đó chính là Whitbone nha. Đây rồi, cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Và lần này ồ, tưởng thành công luôn thì ảo ma quá. Ui, em này em chơi, em gọi trời mưa xuống nè. Ok, mình sẽ xài Force Whip nha. Rồi, vẫn tiếp tục là Force Whip nữa thôi. Ừ, em này hình như toàn là chiêu boost thôi á mọi người ạ. Còn Swift phát nữa coi. Trước mắt là phải có mail trước thì chúng ta mới tiến hành đi lên Mewtwo được mọi người ạ. Xịn sò đó nha, xịn sò đó nha. Ok, tên thứ 5 rồi. Mail này thì mình vẫn chưa có thể nghĩ ra là nên dùng quả nào, nên là cứ thử một vài quả bóng cơ bản trước nha. Đầu tiên là Pokeball, chúng ta sẽ thử ba quả Pokeball trước cho nó ảo ma la da đa hẳn luôn. Ây da, có vẻ là không được nè. Quả thứ hai coi như thế nào đây? Vẫn chưa thành công mọi người ơi. Quả Pokeball thứ ba nha. Chúng ta sẽ cố gắng coi thử coi. Biết đâu được. Chỉ bằng quả Pokeball thường. Ôi. Mình bắt vậy cho nó đẳng cấp mọi người ạ. Mình xài Pokeball thường mình bắt thôi. Còn gì phải xài mấy con xịn đúng không? Nó đẳng cấp hẳn luôn. Ây da. Ây da. Vẫn tiếp tục xài bộ cái bôn thôi. Tôi chơi lớn một phen luôn. Và lần này xoay. Mọi người thấy gì chưa? Pokeball thường không cần cầu kỳ làm cái gì. Đó, cái đó mới là đẳng cấp. Đỉnh vậy. Đây rồi. Và đây là mail của chúng ta nha. Ôi, đây là mail Zion. À, không cộng trừ bất kỳ cái chỉ số nào luôn. Rất là tuyệt. Ngoài ra thì còn được bắt bằng Pokeball nữa chứ. Miu. Quá đã rồi. Trời ơi, chơi nét lẹ mọi người ạ. Cái mờ rau em mới. À, dưới chân mình à. Dảnh củ tỏi nghe chưa? Ui, Yamagenta xuất tiên thì mình nghĩ là nên bắt em con Pip Tot đi đi, thì mình cũng chưa có em này nè. Tranh thủ trước. Whitbon ra chọn nha anh em ơi. Pha Pip Tot. Pha Whitbon thành công. Ok, cùng đi kiểm tra em Yamagenta nào. Magenta thì mình đã có rồi. Ui to đấy. Để mình coi thử cho Magenta. Mình bắt trong mấy tập trước nó như thế nào đây. Kích thước nhỏ. Còn bị trừ tấn công nữa chứ. Em này xài chiêu dưới là chiêu tấn công. Vậy thì không được. Đúng không? Chúng ta phải chơi cho nó nét luôn. Ây da, đầu đấy. Con sweep em nha mọi người ơi. Ui, em này đau quá nha.
Hệ thép hả? Tôi đầy đôi mắt lên chơi một cái đi. Giỡn mặt với tôi hả? Làm một phát luôn nè, cho béo queo luôn này nè. Làm phát nữa luôn nè. Ui dạ, đau đấy. Thôi. Đánh chắc kèo là chúng ta phải đi hồi máu mọi người ạ. Đây thiết nghĩ là mình nên on sweep em tiếp tục mọi người ạ. Đây rồi, xuống một máu rồi nhé. Mình lại tiếp tục cho em Zacian ra làm tăng cơ tí đi. Chứ không là chịu không nổi rồi đó. Bây giờ vẫn đau đó. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng quả nó gì đây? Liệu chúng ta có nên tiếp tục bằng Pokemon không? Chơi cho nó nét là phải chơi bằng Pokemon. Dạ. Nét đó nhưng mà cũng đau đó nha. Đau lắm á. Ok, mình sẽ thử trước bằng 5 quả Pokemon đi. Chúng ta phải có niềm tin mọi người ạ. Ui, mặc dù nó đánh rất là đau nha, vẫn tiếp tục là Pokemon thôi. Ây da, có nha. Hai, biết đâu được mọi người. Ui da, dành của tỏi rồi. Latrier ra trận đi. Vẫn là bộ cái bon thôi. Mình đang có rất là nhiều quả bon này mà, là cứ xài thôi. Để dành làm gì không biết nữa. Đánh nó cũng hơi đau đau tí rồi đó nha. Ba quả nữa đi. Không được thì chúng ta sẽ tiến hành đổi qua những quả bon khác nha. Không có gì hết. Và lần này chậm rồi nha, chậm rồi đó. Chậm là như là nó có tác dụng rồi đó. Vẫn tiếp tục là bố cái bon thôi. Và yes. Trời ơi. Đó, đó mới là cách mà để chúng ta nâng cao cái sự tự tin lên. Yamagenta. Nào ta hay mày à? Em này tăng speed nè. Kích thước là kích thước chuẩn mọi người ạ. Nhưng mà trừ special defense, không, nói chung là cũng được. Một em Tinglu spawn mọi người ạ. Tinglu là con nào, là con này hả? Tinglu là con gì nhờ? Mình đang tiến hành dọn dẹp mấy cái sạp đồ. Tinglu mọi người ơi. Ui, đúng lần đầu tiên mình thấy em này mọi người ạ. Nhìn xịn so với cái trưởng ạ. Ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành quăng Woodball ra nha. Woodball sẽ là quả đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi em này sẽ có bao nhiêu skill. Ui, và Woodball. Ui, chưa thành công. Em này có chiêu Storm nè. Rồi, mình sẽ tiến hành phone sweep em luôn. Nãy giờ thì mình đang tìm hiểu thông tin về em này. Em có chiêu Dark Wound hả? Nên là nó kéo dài tới khúc mà trời sáng luôn. Ảo ma Canada thật. Tinglu mọi người ơi. Em như có cái lư hương trên đầu ha.
Nhìn nó cũng lạ nữa. Con sweep phát nữa đi. Đây rồi, còn một máu nha. Hay quá, em có những cái skill mà không có thể làm hại bản thân nên là rất là ok. Giả sử mình cho Yasia nó làm tăng cơ sao ta? Thử ơi. Cho làm tăng cơ luôn. Ok. Đây là tên thứ 6 đúng không? Mình cũng chưa biết bắt em này bằng cái gì đây. Mình vẫn cứ tiếp tục thử bằng Pokeball thử coi. Chơi cho nó trội luôn. Đánh Yasia đâu xin nhê đâu. Vậy cứ thử bằng Pokeball thôi. Chứ đợi gì nữa. Quả thứ hai chưa thành công nè. Tiếp tục là quả thứ ba coi. À, cũng chưa được luôn đúng không? Ok, chúng ta sẽ thử coi. Chưa được nè. Và vẫn chưa thành công. Rồi. Ok, tên này thì mình nghĩ là dùng Thunderbolt là được rồi. Mới mua 4 stack Thunderbolt mà. Xài cho thỏa thích luôn. Và lần này. Yes. Ui, nó quá là đơn giản mọi người ạ. Tinh lưu. Này ơi, tinh lưu. Tập ngày hôm nay thì nói chung là cũng khá là xịn sò đó. Chúng ta được thêm hai em Pokemon mới là Tinh Lưu và Meo. Ở đây mình cũng đã bắt thêm Tabu Coco và Samacenta rồi nha. Ok, má ngon lành cành đào luôn. Rồi, đây là Tinh Lưu. Em này thì mình có thể cởi được nè. Ôi, nhìn nó lạ vậy. Kích thước Saiyan. Ui, em này tăng speed nhưng mà trừ special attack. Mình nghĩ cái chiêu của em thì không có xài special attack là nhiều đâu. Ok, nhưng mà tăng speed thì cũng khá là ngon rồi. Kích thước Saiyan nha mọi người. Cái đầu nó, cái sừng nó có một cái lưu hương hay gì á. Đỉnh cao thật. Tinh lưu. Tên 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 tên. Và Meo. Yes. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.